Thưa quý vị, đồ sứ cũ thì mang lại giá trị thời gian, lưu giữ những dấu tích của từng giai đoạn, thời đại, của bản sắc văn hóa. Sưu tập đồ sứ cũ cũng luôn là một trào lưu không bao giờ cũ. Thế nhưng hòa vào trào lưu đó thì lại không dễ, bởi một lẽ đơn giản là rất tốn kém thời gian, công sức và đặc biệt là tiền của và cả một sự hiểu biết nhất định của những người chơi. Và không đơn giản nhưng có không ít những người vẫn đam mê như anh Võ Minh Tâm ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có hơn 18 năm theo đuổi sưu tầm đèn dầu. Chúng ta hãy tìm hiểu bộ sưu tập qua phóng sự ngay sau đây. Bước vào tư gia của Võ Minh Tâm, cảm nhận đầu tiên là như đang lạc lối vào một mê cung đèn. Chỗ nào trong nhà cũng treo các loại đèn xưa cũ. Nhen nhóm thu chơi đèn cổ từ năm 2000, ban đầu anh tìm lại những chiếc đèn dầu cũ kỹ trong họ tộc, bạn bè, người quen ở các vùng quê nông thôn. Bởi với vùng nông thôn, cái đèn dầu gắn bó rất mật thiết. Đèn thắp trên bàn thờ tổ tiên, nhiều nơi chưa có điện lưới nên chỉ biết thắp đèn dầu. Mặc dù là nó nhìn thấy nó bẩn thỉu, nhìn nó gớm lắm. Mình nghĩ rằng với cái đam mê của mình là mình sẽ làm cho nó sạch sẽ và đẹp trai. Và thậm chí nó sẽ được cháy lên để cho nó trả lại cái trạng thái ban đầu, mặc dù là ảnh đã qua thời gian mai một, và từ đó là nhân lên. Trong bộ sưu tập đèn dầu cổ của anh Võ Minh Tâm có những chiếc đèn đơn giản dùng trong sinh hoạt thường nhật, đến loại đèn dùng trong nghi lễ lớn, đèn trang trí, đèn làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như gốm sứ, thủy tinh, sắt, đồng, nhôm. Tuổi thọ của các cây đèn từ vài chục năm đến cả hàng trăm năm. Mang dấu ấn thời gian, những chiếc đèn dầu xưa cũ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống từng vùng miền của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Và cũng chia sẻ là các bạn trẻ mà mới vào cuộc chơi, thứ nhất là phải có đam mê, thứ hai các cụ mình ngày xưa nói không thầy đố mày làm nên, nếu không có thầy thì cũng phải ít ra cũng phải có đàn anh chị nào đó họ đi trước, thì họ sẽ hướng dẫn chúng ta để mà nó thỏa mãn cái thú sưu tầm của các bạn. Đèn dầu giờ còn mấy ai dùng, nhưng chiếc đèn dầu trong hiện tại hay cũ xưa vẫn mãi là một phần ký ức đẹp trong đời sống xã hội ở thời nhiều gian khó.